Ngày 27, Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Đền thờ đồ sộ này vì được kiến thiết vào khoảng năm 350 dưới triều đại Thánh Liberio Giáo Hoàng, nên được mang tên Vương cung Thánh đường Liberiana. Tên ban đầu của thánh đường là Santa Maria et Nive, hoặc Đức Bà xuống tuyết. Truyền tụng kể lại một phú gia Roma được báo mộng hãy xây dựng một đền thánh để dâng kính Đức Mẹ. Ông thấy tuyết đổ giữa mùa hạ trên đồi Esquiline theo chu vi và hình dạng của một thánh đường. Từ khi được Đức Liberio kiến thiết, kho tàng quý báu nhất của vương cung thánh đường này là bức ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Con. Thánh nữ Helena, mẹ của Constantine là đại đế, đã đưa bức ảnh này về Roma. Thánh nữ đến viếng thăm thánh địa trong thế kỷ thứ ba nhằm bảo tồn những di sản của các nơi thánh. Dân chúng Roma đến kính viếng bức ảnh để kêu nài Đức Mẹ cầu bầu cho những khi khốn khó. Thánh đường này còn được gọi là Santa Maria al Presepe, tức là Đức Maria chiếc nôi. Truyền tụng kể rằng thánh đường có giữ chiếc máng cỏ trong hang đá Bethlehem. Tại đây, từ mọi nơi người ta tuống đến cùng Đức Mẹ để tìm sự an bình và nơi nương ẩn. Lạy Mẹ rất khoan nhân. Marie Lena.